Xin chào bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn đến những cái tweak mà cần thiết nhất cho một cái máy sau khi đã rơi ổ ếch. Và đây là những tweak hoàn toàn miễn phí ở trên cda.vn. Thì ở đây mình đã liệt kê ra một loạt đây. Và bây giờ thì mình sẽ biểu diễn từng tweak một cho các bạn xem. Giả sử như Way này, Xe tweak này, hay là Color Pad này. Đây là những tweak mà rất là nhẹ nhàng và có thể làm cho máy của các bạn trở nên thú vị hơn. Thì nguồn từ cda.vn. Và bây giờ thì mình sẽ biểu diễn từng tweak. Tweak thứ nhất là cái tweak mang tên là đây, Wave là sóng. Đây mình đã enable lên. Và cái tweak này có tác dụng như nào? Tức là nó sẽ giúp các bạn mở máy mà không cần sờ vào máy. Đây ví dụ mình sẽ tắt đi. Bây giờ màn hình tối đúng không? Mình chỉ cần vuốt tay qua cái điểm cảm ứng ánh sáng, nó sẽ tự bật lên. Đó, các bạn thấy không? Biểu diễn lại nhá. Chỉ cần không hề chạm vào nút này, vuốt qua bật lên rồi. Như thế thì đỡ hãi đốt hôm, nhưng sẽ tốn pin hơn vì nó sẽ cảm ứng ánh sáng. Rồi cái tweak tiếp theo, đây các bạn có thể thấy ở đây có màu sắc ở cái phần nhập passcode này. Đây chính là cái color pad. Thì các bạn có thể chọn được rất nhiều pad bất kỳ. Đây color pad, các bạn enable lên và các bạn bấm vào phần này để chọn màu sắc, các bạn sẽ tự chọn được. Đấy, dí ở đâu cái đổi chọn sang thích sang màu xanh này. Ok, tắt ra chill sang bên này, sang màu xanh rồi, khá là hay. Nó chỉ là một cái thay đổi nhỏ nhưng mà sẽ làm cho máy các bạn khác biệt với các máy khác. Cái tweak tiếp theo, các bạn có thể nhìn này, mình vuốt lên vuốt xuống nó sẽ có hiệu ứng này. Đấy, hiệu ứng này. Cái tweak này thì cực kỳ đơn giản, đấy là cái tweak mang tên cast. Đây style là phóng to ra. Đây là cái tweak sẽ mang cho các bạn những cái khi các bạn vuốt lên hay vuốt xuống này, nó sẽ mang lại cái hiệu ứng khá là đẹp mắt. Các bạn khác mà cầm vào máy là khá là ngạc nhiên đấy. Tiếp theo nhá, là một cái tweak mới mang tên là đầu xuống phần tweak Android. Cái tweak này là gì? Cái tweak này thì thực ra thì rất nhiều người biết rồi. Đấy là có thể di chuyển cái icon theo ý muốn mà không bị di đi. Các bạn có đặt icon ở bất kỳ đâu cũng được. Đây, đây, hoặc đây. Đó cũng đặt đâu cũng được vì các bạn có thể sắp xếp làm sao icon cho hợp lý và để ảnh mình trong đấy chỉnh sửa các thứ, nhiều thứ nó sẽ đẹp hơn. Tiếp theo. Đây Alkaline các bạn biết rồi. Đây là cái tweak mà có thể biến được cái pin này sang các dạng khác nhau. Đấy, đây là cái biểu tượng của pin, rất là đơn giản thôi. Hãy xong đi để đỡ về respin. À thôi, cứ biểu diễn cho các bạn xem. Lấy cái này nhá. Respin. Ok. Các bạn. Đấy. Rồi. Tweak tiếp theo là cái tweak battery life. Cái tweak này thì hầu như mình cũng giới thiệu rồi và nhiều người biết. Enable lên và để làm gì? Cái tweak này giúp cho chúng ta kiểm tra cái chất lượng cục pin này là mình đã dùng lâu chưa, sạc bao nhiêu lần, bao nhiêu vòng. Thì mình đã để đây, các bạn chỉ việc vào battery life có thể hiện lên thông số pin. Ví dụ như max của cục pin này là 1550 mAh và mình đã sạc được 207 vòng, chắc cục này mới thay. Và có nhiệt độ pin ở đây, cái thứ thì mình có thể đo được. Cái mẹo này có thể đo được cái máy này là máy cũ hay máy mới. Bởi vì sao? Các máy mới ấy, thì à quên, khi các bạn mua máy chẳng hạn, mua một con iPhone 5 mà bây giờ vòng sạc nó chỉ có 200 vòng thì chắc chắn máy này đã được sửa và thay pin rồi. Bởi vì một năm mỗi ngày sạc một lần ít nhất phải 300 vòng rồi. Đấy, rất là đơn giản thôi. Tiếp theo. Cái tweak tiếp theo là tweak Côn 3. Cái tweak này thì các bạn biết rồi, các bạn có thể khi nhận được cuộc gọi khi đang chơi game hay đang xem phim mà không bị ngắt kết nối chơi game, như thế sẽ đỡ ảnh hưởng. Ở đây thì mình không có điện thoại để gọi nên mình sẽ không biểu diễn được, nhưng rất là hay. Cái cast vừa giới thiệu rồi. CC setting thì là một cái tweak không thể thiếu được. Đấy là sẽ đưa tất cả các nút lên đây để bật tắt cho nhanh, cho dễ. Color path thì mình vừa mới nói rồi. Data meter, cái tweak này thì giúp cho mình đo được toàn bộ thông số về cái lượng data mà mình sử dụng. Và ở đây các bạn nhìn thấy ở cạnh cái đồng hồ này, mình có hai con số rất nhỏ này. Đấy, cái số rất nhỏ, ví dụ mình vào Facebook chẳng hạn, con số này sẽ nhảy lên luôn. Tức là sẽ đo cái lưu lượng mình đang lốt về để biết thực sự là mạng có chạy hay không hay là đang chết rồi. Tiếp theo, forecast, tweak này là gì?
nó sẽ hiện cái biểu tượng thời tiết lên ở phần màn hình khóa và một cái trang trí và khá đẹp, mình có thể biết được. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. À, trời nắng này, 31 độ C ở đây, mình đã để xuống bên dưới cho đẹp, khá là dễ dàng. À, tiếp theo là cái tweak đây, Little Brother. Cái tweak này thì giúp chúng ta có thể là xoay ngang màn hình hay mọi thứ được, nói chung là khá là dễ dàng. Quay hết rồi, ok, để làm gì, ví dụ như bây giờ màn hình này xoay ngang, quay đây, à quên mình đang khóa mà. Nó sẽ quay ngang màn hình iPad. Đấy, rất là dễ thôi. Khá là thú vị vì có nhiều người thích xoay màn hình mà nó lại không xoay được. Thì mình không thích xoay, mình xóa vào đây, mình chỉ giới thiệu cho các bạn thôi. À, cái tweak tiếp theo là đây, Ripple Boat. Đây, cái Ripple Boat này thì là gì? Đó chính là cái các biểu tượng item của mình sẽ được chuyển sang hình tròn như này. Nhìn rất là dễ thương và đáng yêu, mà trong đó không thể sử dụng cái Winter Boat thì nó sẽ nhẹ máy đi rất nhiều. À, cái tiếp theo là cái Rubik. Cái này thì hầu như ai cũng biết rồi. À, nó sẽ chuyển đổi mạng cho các bạn khi các bạn sử dụng hay không. Khi mình setup, giả sử như mình đang để, nếu mà vào Wi-Fi, khi vào Wi-Fi thì tự động cái sóng ở đây nó sẽ chuyển sang sóng 2G, GSM, không, nó tắt hẳn 2G, 3G đi, như thế là pin sẽ tiết kiệm được. Còn khi mình vào 3G, tắt Wi-Fi đi, tự động nó chuyển sang 3G. Tất cả các chế độ này tự động hết. Và có một cái hay nữa là nếu mà set ở đây là set cái unlock ở giữa, thì là khi các bạn mà khóa máy nó sẽ tự động chuyển sang chế độ 2G để nó vẫn có thể nhận được tin nhắn, nhận được thông báo, nhưng mà 2G thì chắc chắn là sẽ đỡ tốn pin hơn 3G rồi. Đấy là một cái tweak thứ hai. Tiếp theo là Spring to My 3. Cái này thì không thể thiếu, mình cảm không có nó rất là khó chịu, bởi vì nó có một cái tính năng, tức là cái animation này mình sẽ cho xuống mức thấp nhất. Đấy, như thế thì mình sẽ cảm giác vào máy nó sẽ nhanh hơn, mọi thứ nhanh hơn. Ngoài ra nó có rất nhiều cái tùy chỉnh ở đây thì các bạn sẽ tự tùy chỉnh. Tiếp theo là Sublock. Cái này thì sẽ giúp cho chúng ta điều chỉnh được cái màn hình khóa ấy. Ví dụ như của mình ở đây, cho đồng hồ sang đây, cho thử cải thứ sang đây, giờ rớt xuống đây, và ở đây ảnh mình nó sẽ không bị đè lên mặt, như thế sẽ đẹp hơn. Rồi, tiếp theo là đến cái tab. Cái này thì càng không thể thiếu rồi. Đây là cái tweak mà dành cho cả iPhone 5, 5S hay rất là thứ. Đấy là các bạn có thể sử dụng cái vuốt từ bên này sang là thoát ra này, vuốt bên này sang là gọi lên này, rất dễ thôi. Và rất nhiều, và switch các app đang chạy. Tiếp theo là Virtual Home. Cái này là nút home ảo, có thể biến cái nút home của 5S này thành một cái nút home ảo. Giả sử mình chỉ cần chạm vào là thoát ra, chạm hai lần là gọi Manti, rất là dễ thôi. Và thực sự là không thể thiếu được đối với những con 5S. Cái Way này thì vừa giới thiệu rồi. Và cuối cùng là cái Zeppelin. Đây là cái mà thay đổi logo. Thay đổi logo Apple, thay đổi logo. Có thể thay đổi rất nhiều logo ở đây. Đấy, mình thích logo nào thì mình thay. Mình có thể thay đổi bất kỳ logo nào mình muốn, rất là đơn giản thôi. Và bài giới thiệu tổng hợp tất cả các tweak phù hợp cho iOS 8.3, 8.4 của mình đến đây xin kết thúc. Tất cả những tweak này đều miễn phí trên CDA và không phải bị xếp mút xung đột. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tức là tắt hết những cái, đây là bật lên, tức là sẽ tắt những cái tính năng kia đi. Đấy thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn. Và như mình vừa test thử máy của mình 3G các thứ trong vòng